Chào tất cả mọi người nha, các anh các chị các bác nha. Hôm nay mình quay cho các bạn cái chuồng ốm lợn của nhà mình. Thì cây này rất hiệu quả cho nên là mình quay cho mọi người cùng xem. Ai đã làm rồi thì cũng sẽ biết thôi. Nó rất hiệu quả nha. Ốm trên chuồng sàn có lợi ích rất là nhiều. Thứ nhất là cái phòng trừ bệnh tật rất là tốt. Có cho mọi người cần canh này. Đấy. Hiện tại thì miền Bắc bắt đầu chuyển lạnh rồi. Hôm nay mấy bữa bò thì hôm nay trời thời tiết rất là lạnh, tầm 18 20 độ gì đấy, nên mình phải thắp thêm bóng đèn giữ ấm. Thứ nhất là mình phải giữ ấm được cái con lợn nhiệt độ tầm 30 trở lên, 30 đến 35 thì đẹp, cứ là lợn có nha mọi người nha. Thì nó sẽ khắc phục được cái bệnh tiêu chảy rất là tốt với các bệnh khác. Thì thứ nhất là cái cách được cái mặt đất ấy, thì con lợn nó không ít bị nhiễm bệnh từ cái đất nhé. Thứ hai nó mà đi tiêu chảy đấy thì cái sàn này nó rất cái chuồng làm cho cái chuồng nó khô ấy, nó mà đi vệ sinh thì nó không bao giờ bị bẩn cái chuồng, cho nên là cái nguồn bệnh thì nó đỡ rất là nhiều. Mình thì làm ốm này được mấy lứa rồi, mình thấy rất hiệu quả rất nhiều. Hôm ngày trước thì chưa làm cái chuồng ốm như thế này thì con lợn mà mình cái tiền mà mình mua thuốc mà chữa bệnh lợn tiêu chảy là bệnh viêm phổi ấy, thường xuyên luôn. Mình đúng là trước rất là phức tạp, nhiều lúc công việc nhiều mà cái lợn con này chăm mà nó cái bệnh tiêu chảy rất là, nếu mà ở trong trong đất ấy thì lúc mà nó mà tiêu chảy thì nó đi phân cùng chuồng ấy, cho nên là rất là phức tạp, rồi làm cho nhem nhuốc cái chuồng ấy rất là bận. Nhưng từ lúc mà làm cái chuồng sàn này mới thấy rất là hiệu quả, rất là rõ ràng. Cái phân mà nó đi phân lỏng ấy, phân khô ấy thì nó cũng lọt xuống cái sàn ấy rất là sạch sẽ. Nhiều lúc cả tháng mà mình không dọn thì nó cũng sạch thôi, nó từ nó rất là sạch đấy. Cho nên là công mình đỡ bớt rất là công này. Thứ hai là đỡ tiêu chảy phải lên 90% nhá. Tùy trường hợp mà mình không ốm, trời lạnh quá thì nó có thể là bị tiêu chảy. Nhưng mà mình mà ốm cho đàng hoàng ấy thì không có vấn đề gì về bệnh tiêu chảy nhá. Rất là tốt mà lớn phát triển rất là nhanh. Đó, hôm nay thì quay cho mọi người xem là làm. Thường thì nhà mà có điều kiện thì họ làm từ lúc mà lợn mà sinh thì có cái chuồng sàn cho lợn sinh đẻ thì nó hiệu quả. Còn mình thì chưa có điều kiện thì lúc mà lợn sinh thì mình chưa có, thì chỉ có lợn này lợn bắt về thôi, là mình ôm vào chuồng này, mình ôm thời gian tầm thấy con lợn nó cứng rồi thì mình mới bắt ra cho ở xuống đất. Thì lúc đó thì không sợ cái bệnh vì nó đã có sức đề kháng cao rồi. Nhưng hiện tại mà lợn mới tách mẹ thì cái bệnh tiêu chảy nó rất là phức tạp. Nhưng mà ở trên chuồng này nó không bị luôn nha mọi người nha, rất là tốt đấy. Nhưng mà luôn giữ cái chuồng luôn có đủ nhiệt độ nha, để cho nó lợn nó có lợn nó không bị cảm lạnh cảm phó thương hàn đấy, tiêu chảy đấy, thì con lợn nó sẽ khỏe mạnh tốt cho mọi người nha. Mình làm thế này thì mình cho khô luôn, mà người không cần pha thêm nước nhé. Mình cho khô, mình có vòi tự động mình cho uống luôn. Đây, cách sàn lên thì mình cách tầm 30 phân, 25 30 phân gì đấy đó, cho nó thoáng. Hôm qua mà trời bão vào ấy, thì cái chuồng này nó tạt nước vào mình không biết nhá, thì nó bị con lợn kia nó bị mắc lành đấy thì nó bị tiêu chảy. Nhưng hôm nay mình khắc phục là mình trùm bọt kín rồi, cho nên là bây giờ nó là đỡ rồi, ăn uống bình thường rồi đó. Thì đó là một số lợi ích mà mình chia sẻ cho mọi người xem, rồi ai có thể làm theo. Nếu mà trang trại lớn thì người ta có cách rồi, còn mình mà trang trại nhỏ để nuôi hộ gia đình ấy, thì mọi người có thể áp dụng theo cái mô hình của mình nha. Cảm ơn mọi người xem video của mình nha.